Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là ngày nghỉ chủ nhật, mình cố gắng sẽ mỗi tuần sẽ chủ nhật sẽ vào bếp một lần, bởi vì cũng nhiều bạn là cũng tham gia như vậy. Và hôm nay là mình với Ô Xin Giá Rẻ sẽ vào bếp làm món gà ác hấp muối lá chanh. Đây các bạn xem, đúng gà ác, gà mán xịn luôn đấy. Gà nó không như cái loại gà ác lông trắng từ từ đâu, gà này gà mán xịn luôn đấy. Tất cả thịt thịt nó cũng đen này các bạn, da thịt nó đen hết. Tí mình làm, tí mình làm xong cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ là để Ô Xin Giá Rẻ đi làm gà và tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đây, chào tất cả các bạn nhá. Ấy, sau chưa hề oi nóng và sau một hồi vật lộn thì Ô Xin Giá Rẻ làm hai con gà liền. Ở đây anh quay gần vào đây cho xem. Cái gà này là gà mán đấy các bạn, chứ hình như không phải gà ác, nó chỉ hơi đen đen thôi. Đây, xương giết là nó cũng có thịt, nó cũng chỉ hơi đen đen. Đây như là gà mán hay sao đấy, chứ không phải gà ác. Gà ác nó đen đen hết đây đúng không mọi người? Đấy thì mình làm liền một lúc hai con, thì một con này sẽ cho vào trong đây, cho túi bóng và cho trong tủ lạnh để chặt ra và hầm dần cho bu mình cho bu mình ăn. Còn bây giờ mình sẽ ướp con gà này nhá. Gà này chắc chắn là không phải gà mán rồi các bạn. Cái gà không phải gà ác, gà mán xịn. Gà này gà mán xịn. Cái món gà hấp muối này thì thế được rồi đây. Cái món gà hấp muối này thì nó cũng rất đơn giản, nó chỉ cần muối này, hạt lêm để tí mình ướp vào cái gà này các bạn, đi lá chanh. Đấy, thế thôi. Bây giờ mình sẽ xoa ướp tí hạt lêm vào gà này nhá, cho mọi người xem nó dễ nhá. Đây, cho cái hạt lêm này nó thấm vào càng gà càng ngon. Đây mọi người xem là cái thịt của gà này nó cũng đen, nhưng mà nó không được đen như cái gà ác kia, thì chắc chắn đây chỉ gà là gà mán thôi chứ không phải là gà ác. Béo cực, béo luôn. Cho một cành thôi, thế thôi, để cho nó ngấm một tí trong khi chực đợi ngấm thì mình sẽ rắc muối lên đây, cho muối vào rồi này. Để làm cái món này thì ai mà có nồi gang ấy các bạn, nồi gang thì tốt nhất. Nhưng nhà mình lồi gang nó to quá, còn lồi bé thì không có, cho nên là mình lấy cái lồi inox dày này cũng được. Còn tốt nhất là lồi gang thì nó sẽ nhiệt, nó sẽ nóng và nó không sợ bị cháy. Đấy, rải muối xuống này. Cũng theo một số bạn bảo là mình cố gắng một tuần mình sẽ vào bếp một lần và vui vẻ với anh em. Đấy thì mình cũng sẽ cố gắng. Và cũng có một là mình nhớ lại là có một bạn, đây muối giấy này được rồi nhỉ.
làm muối rẻ hả? À, không, muối nó càng nóng càng tốt, không sợ. Làm phát cho dày. Mình nhớ có một ông cháu, ông bà ông comment, ông bảo là chú làm ẩm thực món rau muống luộc. Xin thông báo với ông cháu rằng là luộc rau muống là cả một nghệ thuật đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, biết là cháu đùa rồi nhưng mà thực tế là luộc rau muống là cả một nghệ thuật đấy, không phải ai luộc rau muống cũng ngon đâu. Đấy, bây giờ là lá chanh nhá, khi mà rải muối dày lên thì mình rắc một ít lá chanh lên đây, chủ yếu để cho nó thơm thôi các bạn nhé, cũng không cần là nhiều đâu, bởi vì là nhiều vào nó sẽ lầm, thậm chí là nó đắng. Đấy, đắng thì tất nhiên là nó cũng không thôi lên bên trên, nhưng mà nhiều quá nó sẽ lầm. Đây, bây giờ là đặt gà lên. Đấy, các bạn thấy hoành tráng chưa? Đấy, bây giờ là đậy vung vào và bắc lên bếp thôi. Mình lúc đầu mình vặn lửa thật to nhé các bạn nhé, cứ cho lửa thật to và bao giờ nó thật nóng lên, nóng hết nồi đấy. Bây giờ có hơi lên thì vặn nhỏ. Hơi nó bốc lên thì mình sẽ vặn nhỏ lửa đi. Đó, đơn giản như thế thôi. Sẽ có một món gà hấp muối thêm lá chanh tuyệt vời. Tí nữa sẽ bao giờ chín mình sẽ lại review tiếp cho mọi người xem. Chào các bạn nha. Đấy, sau hơn 10 phút hấp xong và bây giờ là mình đã bỏ ra và Osim giá rẻ đang cho lên đĩa. Thực sự là đây là lần đầu tiên mình làm cái món hấp muối lá chanh này, nhưng mà chính thức là ngon thật, rất là thơm và rất đậm đà các bạn, ngọt lắm, vừa làm một miếng ngọt lắm. Đính chính lại với các bạn, đây là chỉ là gà mãng thôi chứ không phải là gà ác. Tuy rằng thịt nó cũng có màu hơi đen đen, hơi đen đen chứ không đen như gà ác. Gà ác nó đen từ xương đen ra, đây gà mãng này nó chỉ hơi đen đen một chút thôi. Đấy, rất là gà rất là béo và ngon. Và hai anh em cũng chỉ chiếm được hết khoảng lửa con này thôi. Nè, gà này bạn nào có thời gian làm món này rất là ngon các bạn, phải công nhận là ngon. Đây là lần đầu tiên mình làm nhưng mà phải công nhận là ngon, ngọt lắm, bởi vì là nó chỉ chín bằng hơi thôi. Và các bạn lưu ý rằng là nếu là cái món này mà làm để mà ngon thì nồi là phải thật dày rồi nhá, thì cái nhiệt nó mới cao, nó mới nóng. Đó, đừng làm bằng nồi nhôm, nồi nhôm nó sợ nó cháy, nó chảy ra. Chỉ có một là nồi inox dày, hai là nồi gang dày các bạn, thì nó sẽ ngon hơn, nó có nhiệt nó cao lắm hơn. Bởi vì là mình cũng chưa cắt ghép được video làm, cho nên là quay nó chưa chi tiết được, chỉnh sửa được, thì cũng mong các bạn thông cảm. Kể mà mình có điều kiện làm được thì nó sẽ chi tiết hơn.
thì nó sẽ hay hơn. Và bây giờ mình bê lên là cơm nha. Nhà cơm nha các bạn nha. Đây. Quay qua các bạn cho các bạn là món cơm đạm bạc của gia đình. Mùa này thì các bạn biết là chỉ canh cua cà pháo là ok nhất, đúng không mọi người? Thì hôm nay là quay là cái món này nữa. Đợi anh trai mình lên ô xin ra rẻ lên hai anh em cùng ăn. Đấy, các bạn xem trời nắng sợ không? Chưa nắng. Đây mới vào đầu mùa hè khủng khiếp này. Ở mình ở nhà quê mà nó còn nắng như này thì bạn nào trên thành phố giờ này sợ lắm. Xong chưa anh chưa à? Ê vào đây. Các bạn xem hai cây quất nhà mình nha. Tết ông anh ông cho đấy, sau đó bây giờ nó ra nhiều quả không, rất là nhiều quả đấy, nhìn quả tí tí này không biết, nhưng mà không biết có kịp chín Tết bên này như thế này. Rất là nhiều quả luôn, chi chít quả bé. Nhà quay ra cho em thử làm miếng thử xem nào. À. Quay kia lấy à, đây lấy ánh sáng cho nó. Dạ. Ui giời ơi, ngon quá. À, các bạn đợi tí nhá, chạy ra mình lấy ngon nước ngọt đấy nhá. Ông cháu cầm cho chai nước ngọt thì lại chơi chai to tướng này. À, mà các bạn thử với mình nhá, ăn thịt gà là phải bốc nó mới ngon. À, thực ra là cái này thì cũng không cần phải nước chấm đâu, bởi vì là khi mình ướp hạt lêm thì nó cũng đậm đà rồi. Đây cho này các bạn. Mời mọi người nhá. Tuyệt hảo luôn. Cực kỳ ngon luôn. Thơm nhất đấy. Anh chị em bạn bè nào các cháu là ông nào làm thử được không? Không mình chấm, nó là đậm đà vừa, ngắm hết. Đấy thằng cu này là bao giờ nó, các bạn xem bữa ăn bao giờ cũng ngon man này. Đây quay lại đây, quay gần. Để bạn xem là cái gà này nó không được đen như gà ác. Đấy nó chỉ là gà mán thôi, gà của mán trên vùng cao nuôi. Ngon lắm, ngọt, chắc thịt, cực kỳ luôn, rất là béo, các bạn xem. Thế nhờ, hộ chú lấy giấy trong đây đấy, hay rồi chú lấy nhé.
tuyệt hảo luôn, đậm đà, không cần phải chấm đâu mọi người, cái này nó đậm sẵn rồi. Mời mọi người cốc rượu thuốc, cốc rượu thuốc nha. Do anh em bảo là có mùi mà không làm tí cay cay, thực sự là mình không phải đệ tử của Lưu Linh, cho nên là khoản đấy là không chơi được, chỉ pha đi cắt thôi. Ngọt á. Thôi ăn đi em quay cơ. Cởi trần hay quay đi. Ôi xin giá rẻ mặc áo mồ hôi mà, không mặc áo mồ hôi một kia nhễ nhại cho nên là ngại ngồi vào thôi, anh em thông cảm nhé. Mình chỉ review cho các bạn xem một chút thôi. Rồi mình sẽ dừng để cả gia đình cùng ăn cơm. Đấy, con cháu nó về nữa. Nó cũng ngại lên hình cho nên là hơi một mình cái gương mặt thân quen. Tuyệt hảo luôn các bạn, công nhận. Mình cũng không máu thịt gà lắm nhưng mà đúng là hấp gà hấp kiểu là ăn ngon, ngọt rất đậm đà. Đây bữa cơm cũng canh, bát canh cà, thì vừa cầm một lửa con gà sang cho ông anh trai bên kia, thì ông anh lại chuyển cho một ít chả này để về ăn cơm. Tôi cũng sơ qua với mọi người như vậy thôi, chưa hè nóng bức, thì cũng mong là tất cả anh em sẽ ủng hộ mình kênh Mình Lâu Dài. Chào tạm biệt các bạn, bye bye, rồi để tất cả anh em mình cùng ăn cơm. Chào mình nha, bye bye nha, bye.